Vị muốn học Phật nhất định phải phát Bồ Đề tâm, đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật phải dùng tâm chân thành. Người khác đối xử với mình bằng ý xấu ác, lừa dối mình vẫn phải dùng tâm thành đối xử với họ. Vậy thì chẳng phải là mình đã bị thu thiệt rồi sao? Không sai, bạn không chịu thu thiệt, không chịu bị lừa phỉnh thì bạn sẽ mãi làm phàm phu. Nếu bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì phải cam tâm tình nguyện chịu thu thiệt, chịu bị lừa phỉnh. Bạn phải hiểu rằng thời gian bạn chịu thu thiệt, bị lừa phỉnh rất ngắn ngủi, quá lắm chẳng qua chỉ là một đời này mấy mươi năm mà thôi. Sau khi mấy mươi năm này qua đi, bạn thật sự đã thành Phật rồi thì mới biết là không hề thu thiệt, không hề bị lừa phỉnh đâu.